Welcome tất cả em trở kênh DHBG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game mới Wonder Man thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày đầu tiên. Ngày đầu thì anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đấy. Đầu tiên quan trọng nhất là về phần tướng. Game này thì nó không có hướng dẫn thủ. Anh em chỉ cần nhập code rồi anh em run là xong thôi. Lên ý, anh em cố gắng run ra thật nhiều con tướng mình cần rồi anh em chơi tiếp. Tốt nhất là anh em xác định team anh em chơi con gì ý. Như thế anh em run nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Lúc đầu theo mình ý, anh em cố gắng thiết kế đủ team ý, rồi em rồi lên sao sau. Cái con game này nó tặng mảnh văn lăng cộng với tướng văn lăng khá nhiều ấy. Nếu lúc đầu anh em cứ thiết kế đủ team ý, rồi anh em dồn mấy con chính sau. Tiếp đến là về phần tính cách của tướng nhá. Game này nó có thêm một cái tính cách tướng nữa. Tính cách tướng là khi mà em có tướng thì nó sẽ có tính cách dương nhá. Đây như cái con này ấy, vẫn là cái con 52 ấy, tính cách của nó là mãnh liệt phải không? Nhưng mà cái con bên dưới ấy, đâu nhỉ? Mình nhớ mình còn một con nữa đây. Nó là nhạy cảm nhá. Mỗi con tướng kẻ trùng đi nữa thì nó cũng có tính cách riêng nhá. Tính cách thì nó sẽ tăng 5 chỉ số. Thứ nhất là công này, thủ này, công phép này, thủ phép này cộng với tốc độ ấy. Để 5 cái đầu tiên thì nó sẽ không tăng và không giảm ấy. Còn mấy cái lại ấy, thì nó sẽ tăng 10% một cái và giảm 10% một cái. Nên em cố gắng thiết kế mình này nhá. Ví dụ như anh em chơi con công vật lý thì em tìm cái nào ấy mà nó giảm công phép thuật tăng công vật lý, hay là em chơi con tanker mà nó có cái nội tại thủ vật lý thì em tìm cái nào mà nó tăng thủ vật lý này, giảm cái công mà không phải thuộc tính nó, ví dụ như nó là công vật lý không thì nó tăng thủ này và nó giảm công phép thuật ấy. Như thế cái chỉ số giảm anh em sẽ không bị mất mà anh em được cái thủ lên, chú ý cho mình nhá. Thừa kế thì nó sẽ có bốn cái tư chất này: cá nhân, nỗ lực và thân mật ấy. Cái tính cách là tư chất em ơi. Khi mà em có tướng là sẽ gỗ nhá. Đây như hiện tại con 5 sao ấy, nó tăng thủ phép cộng 10% này, tốc độ trừ 10%. Còn con 3 sao ấy, nó tăng công phép 10%, công vật trừ 10% ấy. Mà cái con này là tanh vật lý. Tanh vật lý thì nó lấy cái dòng phòng thủ hay cộng với giảm công phép thuật là ngon nhất. Đây em chú ý nhá. Cái chắc là nhiều anh em mới là sẽ không để ý cái tính cách đâu. Em cứ có tướng em lâng lên thôi. Anh em mà lâng thế mất cái tính cách ngon thì khá là toàn đấy. Về sau anh em mà xui nữa thì có nhiều anh em mà khá toàn đấy. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần thể lực ấy. Anh em đừng quét cái map thưởng quá nhiều nhá. Thường thường ấy, lúc đầu anh em không ý là anh em sẽ quét cái thiên cấp map thưởng ấy. Anh em quét map luôn ấy, khéo khi dư cái thiên cấp rồi ấy mà em dư thể lực anh em cũng quét cái map thưởng. Thể lực ấy, anh em đi kính map phải không? Sau anh em quét cho mình cái khó nhá. Cái khó anh em quét nó sẽ có tỉa ra cái bản thiết kế trang bị. Cái này là để anh em tăng level trang bị nhá. Cái về sau mình không rõ thiếu không ấy. Nhưng mà lúc đầu game này anh em sẽ thiếu. Đây ví dụ như là mình ấy, tối ưu khá nhiều cái quét tiếng Anh ấy. Mà vẫn thiếu rất là nhiều em ơi. Đây là tại trang bị của mình ấy. Con này mới có cộng 15 thôi. Đây mình đang dùng con này lên 20 này. 25 này. Về phần trang bị này ấy, anh em đừng dồn mấy con tanh phụ nhá. Tại vì mấy con tanh nó rất là trâu luôn, như cái con bộ rốt này. Kể cả mình cho cởi chuồng luôn ấy, nó vẫn chết cuối cùng lên cái con này. Giờ mình sẽ không lưng nhá. Mình sẽ tập trung lưng mấy con đêm chính trước. Tại vì mấy con đêm anh em mà chết là coi như anh em tạch luôn ấy. Cái con game này mấy con tanh SS trở lên ấy khá là trâu luôn ấy. Mà nó có thêm cái bút giáp lửa gần như bất tử nhá. Chỉ có mấy con đêm chết thôi ấy, con tanh là kiểu gì cũng sống đến gần cuối đấy. Đến lúc đầu về lưng đồ trang bị các thứ ấy, anh em ưu tiên cho mình mấy con đêm nhá. Còn về mấy con tướng meta đầu game ấy thì em cứ kéo xuống cuối hồ nhá. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần tiệm. Tiệm ấy thì nó sẽ có hai cái nhá, một là tiệm cửa hàng này, hai là tiệm thương nhân nhá. Tiệm thương nhân là khi anh em đi cái map thường thì nó sẽ có hiện ra thương nhân. Thương nhân ấy, nó là cái con này anh em ơi. Đây chính nó nhá. Thương nhân này anh em cứ mua mấy cái nguyên liệu tiến cấp này, nếu có mấy cái nguyên liệu hiếm anh em cứ mua nhá. Tiếp đến là về cái cửa hàng ấy, đây nó cái thứ ba mày. Cửa hàng này đầu tiên là cái nổi bật này, anh em mua cho mình ở cái nhiều tiến bằng nhá. Thực tướng đầu anh em sẽ thiếu mấy cái nhiều lam ấy, nhưng mà cái lục anh em ở thiếu cứ mua nhá. À khoan đã, như giờ tướng mình lên lam hết rồi ấy, nên là mấy cái lục này mình chưa thiếu nhá. Mình nhớ anh em lâng trang bị nó cũng cần mấy cái này nhưng không nhiều, và mình cứ mua luôn cho chắc đi, biết đâu về sau không kiếm được. Đây 14 cái chắc đủ đấy. Đây mấy cái thẻ điện này ấy, nếu mà dư quá anh em cứ mua nhá. Mấy cái nó bán bằng bạc ấy.
Tại dư mua em ơi, không biết về sau có thiếu không nhưng mà hiện tại là vẫn chưa thiếu. Cái con game này mình thấy tăng sao nó cũng không tăng quá nhiều chỉ số ấy. Lên về cái mảnh tướng ấy, nếu anh mà chưa có con tướng mình cần ấy có thể mua thêm mảnh nhá. Còn có rồi mình thấy anh em không mua đâu. Kim cương em đợi để về sau xem nó có nhiều sự kiện ngon không, anh em xài nó sẽ ok hơn đấy. Còn về cái tiệm liên minh ấy, tiệm liên minh thì nó sẽ có mảnh tướng và vương miểu nhá. Cái này anh em mà chưa biết đổi gì như mình ấy cứ tạm thời bỏ qua nhá. Để về sau xem mấy cái miểu dưới có cần không ấy, nếu cần thì mình đổi ấy. Đây quan trọng là cái tiệm mảnh em ơi. Cái tiệm mảnh này anh em sẽ mua bằng cái miểu tách tướng nhá. Cái con ong vua biển này mình chưa xác chơi ấy, nhưng mà cái kỹ năng nó khá ok ấy, nên chắc mình cứ mua đi. Cái con sừng rồng rất là ngoài em ơi. Cái con xương rồng ấy đánh thường nó tăng thêm 20% tỷ lệ khống chế này. Cái kỹ năng nó có 70% tỷ lệ khống chế nhá. Mình nhớ nó có cả giảm thủ nữa. Mà khống chế hay giảm công thủ mình thấy đều ngon hết. Và cái tiệm mảnh với cái tiệm nổi bật này mới đầu anh em có thể reset ra mấy lần bằng kim cương nhá. Đây tiệm đấu trường nó bán mảnh tướng này cộng với nguyên liệu này. Mấy cái tiệm này em cứ từ từ nhá. Đây cửa hàng trang bị này. Đây này cũng vậy em ơi. Mấy tiệm anh em chưa biết mua gì ấy, thì em cứ từ từ nhá. Đây tại lực chiến mình ở 42k này. Level 27 này. Ở này mình nhớ mình chơi ở server 10. Cái hạng 24 server 42k lực chiến. Đây top 1 bên mình hiện tại 135k. Căng ghê nhở. Đây top 2 93k này. Không biết server anh em nhau nhở. Mà bây giờ vẫn chưa hết ngày, chắc là hết ngày phải lên tầm 150k. Và anh em làm đầu chú ý mình cái gói giá trị nhá. Mình nhớ nó cái thứ ba cái thứ tư thì phải nhở. À nó cái thứ hai mày. Đây là con Abotus nhá. Anh em chú ý cho mình cái gói mà được con Abotus này 100 thể lực cộng với 2888 anh cương ấy. Lúc đầu game anh em mà có tí điều kiện ấy thì cứ ưu tiên cho mình cái cục thể lực nhá. Nếu mà nó có thêm cái 2888 anh cương cộng với tướng thì càng ngon. Đây chính ra ngày đầu tiên khá giản nhỉ. Anh em nông dân chỉ cần chú ý mình về phần rô tướng thôi. Cuối ô cho mình sẽ để mấy con tướng meta cho anh em tham khảo nhá. Đây ngày hôm nay anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái cơ bản đấy. Thôi ok mình xin kết thúc ở đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Thank you.